Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Ban Hoằng Pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã đến thăm cúng dường chư hành giả tại thành phố Hồ Chí Minh nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2568. Đoàn do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Ban Kim Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp Trung ương, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Hoằng Pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam. Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức Phó Trưởng ban, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Danh Lung, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Thượng tọa Thích Huệ Công, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư tôn đức đại diện các ban trực thuộc Phật giáo thành phố, chư tôn đức ban chức sự và chư hành giả an cư tại hạ trường Việt Nam Quốc tự. Phát biểu chào mừng phái đoàn, Hòa thượng Thích Lệ Trang kính gửi lời tri ân đến Hòa thượng Trưởng ban Hoằng Pháp và Thượng tọa Trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương cùng chư tôn đức phái đoàn đã dành thời gian đến thăm cúng dường nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2568. Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cho biết, Việt Nam Quốc tự đã được chư tôn đức trưởng lão Hòa thượng dày công xây dựng và hôm nay được hình thành trong không gian thanh tịnh. Đó cũng nhờ công đức cao dày của đức đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Pháp Chủ. Từ đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố luôn giữ vững truyền thống và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của giáo hội trên các phương diện giáo dục, văn pháp, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông. Sau đó, báo cáo công tác tổ chức an cư kiết hạ tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, mùa an cư năm nay, công tác an cư được diễn ra nghiêm túc, đúng pháp, theo tinh thần nêu cao giới luật. Theo đó, tại thành phố Hồ Chí Minh có 49 điểm an cư tập trung, 97 điểm an cư tại chỗ với tổng số 7.127 tăng ni, tăng 3.372 ni, 3.755. Nhân đây, Thượng tọa cũng trình đến phái đoàn một số hoạt động Phật sự của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 7 đoàn gồm chư tôn đức Ban Thường trực Phật giáo thành phố đến thăm lãnh đạo, ban chức sự và sách tấn chư hành giả tại các trường hạ tập trung trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện. Đồng thời, Thượng tọa thông tin thêm một số nội dung nổi bật mà Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã thực hiện trong mùa an cư. Phát biểu tại buổi thăm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ niềm vui và đánh giá cao công tác tổ chức an cư của Ban Trị sự Phật giáo thành phố và những công tác Phật sự trong năm qua Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đạt được. Hòa thượng cũng sắc tấn nói lên ý nghĩa pháp an cư đến chư hành giả. Đây là cơ hội để chúng ta dung bồi nội lực của bản thân. Nội lực có vững mạnh mới có thể phụng sự đạo pháp, lợi lạc nhân sinh. Hành giả an cư cần chuyên tâm tu tập với định tuệ. Hòa thượng Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương mong muốn chư tôn đức Phật giáo thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tu học của tăng ni, đặc biệt là trên phương diện giáo dục đào tạo. Hòa thượng tin tưởng rằng dưới sự hộ niệm và chứng minh của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã ngày càng phát triển, đồng hành cùng giáo hội góp phần xiển dương chánh pháp, phổ hóa tinh thần lợi đạo ích đời. Dịp này, Ban Hoằng Pháp, Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã có các phần tịnh tài tịnh vật cúng dường các trường hạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.